Những ngày này, trên cánh đồng lúa xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, nhiều hộ nông dân tận dụng thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa. Thế nhưng, giá thu mua giảm cộng với sâu bệnh phá hoại nên năng suất lúa vụ này rất kém. Thì năm nay em làm diện tích mẫu nhưng mà thu hoạch sào có 600 kg à, tư á. Thì sâu ống sâu này nó ăn nhiều quá. Nhiều gia đình đã thuê ruộng ở đây khoảng 10 năm nay. Các vụ lúa trước cứ đến khi thu hoạch đều đạt, lại bán được giá cao. Lúa khô bán giá trên 7.200 đồng trên 1 kg, lúa tươi 6.200 đồng trên 1 kg nên nông dân có lãi. Năm nay, lúa khô các thương lái thu mua giá chỉ dao động từ 5.300 đồng đến 5.400 đồng trên 1 kg. Lúa tươi giá bán ra chỉ 4.700 đồng trên 1 kg. Ngoài ra, do ảnh hưởng của sâu bệnh làm cho năng suất lúa giảm hơn trước. Năm ngoái thì lúa cũng được 70-80, cho nên năm này thì lúa đồ nó rẻ, dù phân đồ nó lên đồ. Thì nói chung là làm cũng mà người gieo trước gieo sau, mà người gieo trước thì lắm lúc thì không được, mà gieo thì cũng cùng một lượt thì lắm lúc mình thất, còn trước sau chừng 2-3 ngày thì lúa nó có người theo gieo trước thì nó bị thất, mà gieo sau thì nó đạt, mà nhiều người gieo trước thì nó đạt mà gieo sau thì nó thất, nó vô chừng mấy chuyện đó nó bị sâu ống. Theo các nông dân tại đây, năm trước cùng với diện tích 1,8 sào, họ đều có thu hoạch trên 1,3 tấn, gặp giá bán cao nên có lãi. Năm nay do gặp thời tiết bất lợi, cộng với sâu bệnh phá hoại, khiến cho năng suất giảm từ 30 đến 40%. Vụ này trên 1,8 sào, có nơi chỉ thu lại khoảng 1 tấn lúa. Sau khi bán ra, trừ các khoản chi phí là hòa vốn, thậm chí còn lỗ.